Cách trồng cỏ sân vườn chúng ta có hai cái cách trồng như sau. Cái cách trồng đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ tới tận các nhà vườn, chúng ta mua giống đã được ươm trồng sẵn và về chúng ta trồng. Mình lấy ví dụ như đây là cỏ nhung nhật đi, thì khi chúng ta tới các cái nhà vườn ấy thì họ sẽ bán cho chúng ta từng cái cuộn cỏ. Một cuộn cỏ như vậy thì gồm có hai miếng và nó có diện tích là 1 mét vuông, thì chúng ta sẽ đo cái diện tích sân vườn của nhà mình cần trồng bao nhiêu, sau đấy chúng ta mua về và chúng ta trồng. Cái cách số 2 đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái hạt giống để chúng ta gieo hạt. Tuy nhiên cái cách này thì nó có quá nhiều là nhược điểm. Chẳng hạn như là cái tỷ lệ nảy mầm của cái hạt giống cỏ nhung nhật thì nó cực kỳ thấp. Khi các anh chị mà gieo xuống khoảng tầm 10 hạt thì đâu đó chỉ khoảng được 2 đến 3 hạt là nảy mầm, phần còn lại thì sẽ không nảy mầm hoặc là bị côn trùng hoặc là bị kiến tha đi mất. Tiếp theo là chúng ta mà gieo giống, gieo hạt đấy, thì chúng ta cần phải chờ đợi một cái khoảng thời gian quá là dài, khá là lâu, bởi vì nó cần phải 7 đến 10 ngày thì cái hạt giống nó mới bắt đầu nảy mầm. Và khi nó nảy mầm rồi thì nó chỉ lên một hạt giống, thì nó chỉ lên một cây duy nhất, và để nó đẻ ra được một cái thảm cỏ dày đẹp và mịn để che phủ với bề mặt đất gần như là 100% thì chúng ta phải đợi thời gian đâu đó khoảng 2 đến 3 tháng. Và một cái thời gian như vậy thì không phải ai cũng đợi được, bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta đợi ấy, thì cảnh quan nó không được đẹp, và tiếp đó thì cái cỏ dại nó sẽ phát triển tốt hơn so với cái cỏ mà chúng ta trồng. Cho nên là cái cách số 1 có lẽ là cái cách tối ưu nhất khi mà chúng ta trồng cái cỏ sân vườn, đó chính là mua cái giống cỏ đã được ươm sẵn tại các nhà vườn.